Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ khiến 13 người rơi xuống sông. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ bất ngờ sập xuống một đoạn dài khiến một số người và phương tiện đang đi qua cầu rơi xuống sông. Các lực lượng chức năng đã có mặt ngay để phân luồng giao thông, cấm đường lên cầu để đảm bảo an toàn cho người dân. Bước đầu xác định có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người rơi xuống sông. Trong đó có 4 người đã được cứu. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước thông tin. Có khoảng 13 nạn nhân trong vụ việc. Tuy nhiên, đây chỉ là con số dự kiến ban đầu. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khắc phục thiệt hại, cứu chữa các nạn nhân, giao quân đội và công an tìm kiếm cứu hộ người bị nạn, chặn hai đầu cầu và hai đầu đường thủy để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh quân khu 2 cho biết hiện đã tìm được một số nạn nhân và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cấp cứu. Hai mối cầu của cầu Phong Châu đã sập, đáng lo ngại là khi cầu sập có một số phương tiện đã bị rơi xuống sông trong khi nước chảy xiết liên quan đến tai nạn lần này lãnh đạo tỉnh cho biết đây là tuyến lưu thông huyết mạch nên cần phải sửa chữa khôi phục ngay do đó tỉnh đề nghị dùng quỹ dự phòng khẩn cấp để triển khai làm mới cầu nhưng bộ giao thông vận tải sẽ phải thực hiện trong một năm trước mắt để tạo điều kiện cho người dân qua lại thì dùng cầu phao